quý vị nào mà có thể enjoy hay là thấy có thể làm được gì, đi được hay là chơi được hay là gì đó thì nên làm bây giờ và làm liền, làm liền. Chứ còn để nữa cái mình suy tính, mình tính dữ lắm mà tới cuối cùng không làm được đâu. Tức là nó có nhiều cái duyên đến, nhiều cái chuyện nó đến mình làm không được đâu. Sĩ nghĩ sĩ qua bên Arizona này sĩ có nhiều tham hơn để đi chụp hình, tại vì ấy, nhưng mà thanh ao là not that. Thanh ao là bây giờ sĩ phải take care cho hai bà cụ gần như là không có nhúc nhích được, thành ra rồi ba đứa nhỏ nữa. Oh man, that's very busy, you Thành ra có nhiều khi chạy ra ngoài tí xíu rồi chạy dèo về đủ thứ anh chuyện nữa sĩ có lo. phải chở tụi nó đi học tiếng Việt vậy không anh sĩ? Sĩ á, thì sáng á đứa lớn á đi, sáng đứa lớn á thì đi học rồi chở đi nó, chạy về chở hai đứa nhỏ, rồi trưa cũng làm hai cú gớm vậy, tối về phải chở tụi nó đi 3 ngày đi học taekwondo mất chiều tối. Ngoài 3 ngày đó ra thì chở nó đi cũng buổi tối luôn, là chở nó đi qua Boy Scout cho hai cái nhỏ đi Boy Scout. Rồi cuối tuần này nè, đúng ra chủ nhật này nè là giờ khoảng 10 giờ thì đó là tụi nó phải đi chùa học tiếng Việt, nhưng mà tiếng Việt ở đây thì chưa 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 có bài bản lắm, tức là chưa chưa có trường dạy tiếng Việt. Thành ra thường thường nếu mà chùa này gần nhà thì sẽ để bà xã chở, thì bà xã cũng chạy xe yếu lắm. Từ hồi qua Mỹ tới giờ, từ hồi qua Arizona tới giờ là lúc đầu thì sĩ còn đi hãng làm, nhưng mà sau này là sĩ coi như là sĩ đi là sĩ làm Uber hết. Nhiều khi gọi quý vị gọi sĩ, nhiều khi sĩ ở trên xe không, nếu mà bà xã muốn đi đâu tụi nhỏ muốn đi đâu cứ chở đi liên tục vậy đó, cũng chạy liên tục luôn mà. Đó là chưa có những cái vụ mà đi bác sĩ, đi giống như là gặp cái này cái kia nọ là vòng vòng gia đình thôi. Thường thường là vậy, chỉ có cuối tuần là thật ra anh Hiền vui không, làm hồi năm ngoái đó sĩ còn có thời gian đi câu đúng không, câu nhiều cái nọ làm khô đó. Tháng năm nay là bắt đầu là thời gian đi câu là khó rồi, bắt Mấy đầu là mấy đứa nhóc của anh sĩ nó có chơi sport hay gì ở trong trường không? có thằng boy thôi, boy mà chơi mà nó mới có 11 tuổi, thành ra nó cũng không có chơi cái gì chuyên nghiệp hết, không có chơi gì chuyên nghiệp hết. Rồi tụi nó còn vô cái chương trình mà kiểu mà học sinh mà nó hơi đặc biệt tí xíu đó. Đúng rồi. Nó giống như nó kêu là gifted school này nọ đúng Đúng rồi, đúng rồi, thì ba đứa nó đều vô cả, thành ra cái giờ đó là giờ khác nữa. không? Oh man, very busy anh ơi. I know that. I've been through. Busy lắm, anh không có time đâu. Thì bởi vậy cho nên bây giờ là cứ make time là mình ấy, hôm nay bên đây mình có nhiều thời gian rồi nha, mình làm được nhiều thứ rồi nha, cái phần nào là not that. Ok, rồi mình còn cái chuyện gì bữa nay có hai ha, có bữa nay mình chỉ có chú Peter nè, mới nè, anh Định nè. Bữa nay mình thiếu chị Ly phải không? Tại vì sĩ muốn focus vào những người mới đó. Tức những người mới là mình phải gượt cho lẹ để mà chạy càng nhanh càng tốt. À, chú Peter. Tại vì sĩ thấy nhìn sợ ra thì mình cần help. Mấy cái đó anh Định thì qua hai cái hình từng rồi đó, thì sĩ thấy anh Định đã ngon lành về vấn đề chụp hình, về vấn đề máy móc sử dụng được rồi, không không lo cái đó. Còn còn lại chú Peter nên chị Ly á, bữa nay không thấy chị Ly đâu. Chú Đạt thì hình như năm rồi có chú Đạt phải không chú Đạt? Tôi học lâu lắm rồi, bây giờ tôi học lại đó. Chú Đạt thấy mình còn cái problem gì về vấn đề chụp hình nè. Tại vì bữa nay có thời gian, thành ra sĩ nói sĩ sẽ hỏi những cái câu hỏi mà cho quý vị có cái điều kiện để quý vị hỏi, thì sẵn đây mình trả lời luôn. Bữa nay mình không có hình nhiều, thành ra sĩ không nghĩ là mình bị trễ. Chú Đạt có
có problem gì giờ chụp từ từ khi học tới giờ, tức là Tôi mình thì đi bây chụp. giờ tôi thì bây giờ hình ảnh thì tôi chụp được lắm rồi, nhưng mà chỉ có Photoshop, tôi muốn học Photoshop lại. Đó, hồi xưa tôi học bên anh ngày xưa, cũ ngày xưa 90 năm trước, giờ tôi học lại cái Photoshop mới bây giờ đó. Vâng. Ok, không sao cả. Thật ra thì nó cũng từ cái basic đó ra thôi. Nếu mà mình biết rồi là cũng giống như là hồi xưa mình biết coi bản đồ, coi cái bản đồ giấy rồi, bây giờ mình lên GPS thì cũng không gì khó hết. Cái cách nó làm việc giống nhau cả. Nó chỉ có thế, giống như mà cũng giống như xưa mình chụp hình mà mình chụp manual, mình chụp quen rồi. Thì bây giờ đổi qua digital nó chỉ có cái twist thôi, còn everything cái kiểu nó quất giống nhau, thành ra mình thấy rất là lẹ. Thành ra không sao cả. Sĩ muốn thấy hình của chú Đạt gửi vào ha, để tại sao sĩ muốn thấy là tại vì sĩ muốn thấy cái sự giống như tiến bộ của mình á, thành ra quý vị nào cứ gửi hình vào. Còn chú Peter nè, chú Peter đó thì sĩ thấy là bắt đầu là mình phải chạy ha. Bắt đầu là chỗ đây là mà muốn chạy là phải có người được ha, mà sĩ biết là không có cô nào gượt đâu, chỉ có sĩ với lại ban giảng viên gượt thôi. Thường thường mấy cô gượt thì chạy lẹ hơn. Nhưng mà cái lý do đó là sĩ nhìn cái tấm hình của từng rồi chú nộp vào hai đi. Thì một chút nữa sĩ sẽ nói về vấn đề đó, nhưng mà bây giờ sĩ biết là chú đang nằm ở cái chỗ là sĩ thấy chú chụp á, là bằng cái máy G7 đúng không? Đúng. G7 nói ra là mấy người ở đây là thè lưỡi rồi ha, đồ độ nha. Ok, thì cái vấn đề sĩ nghĩ là bây giờ chú đang phân vân là không biết chụp cái gì. Có đúng không? Ví dụ như bây giờ chú cầm cái máy lên cái chú không biết chụp cái gì. Máy thì độ đó này kia nọ, nhưng mà nhiều khi mình trong đầu mình nó không biết là chụp cái gì đây, chụp cái tấm hình nào đây, hay là đi chỗ nào tìm hình để chụp đây. Ok, thì Đúng. đó là Đúng. sĩ nhìn cái hình của chú là sẽ có cảm nhận được như vậy. Cho nên mình cứ đi vòng vòng mình thấy mình chụp đại, nhưng mà không sao. Cái đó là cái nhiệm vụ của tu sĩ sẽ giúp chú làm gì đó. Ok, thành ra tại vì sĩ muốn vậy nè, sĩ nhìn thấy cái hình đó, nhưng mà cái người mà thật sự đúng hay không đó là chú Peter. Chú Peter nếu cần cái gì cứ nói cho tu sĩ. Ok, bây giờ mình máy ảnh thì hay là mọi thứ đều có hết, chỉ có một cái là mình cái góc nhìn của mình á, cái con mắt chụp hình á nó khác với cái con mắt nhìn thường. Nếu tức là mình hiện bây giờ mình đang train, khi mình học chụp hình là mình sẽ đang train train cho con mắt mình một cách nhìn giống như cái máy hình nhìn, thì sau khi mình nhìn đó rồi mình để cái máy xuống là nó thấy khá rồi, từ đó bắt đầu mình mới tại vì cái máy hình nó không có suy nghĩ được gì hết, mình phải train á. Train là mình mà muốn train á thì con mắt mình phải nhìn thấy mình chụp cái gì vậy. Thành ra thường thường á sĩ không biết là chú Peter còn vấn đề về máy móc hay không, tức là còn cái gì Máy không hiểu không hay không về máy đó, sĩ chưa nói thì là chụp hình. máy thì cũng cũng hiểu được Tức nhiều là bây rồi, giờ nhưng giống chú operation được về vấn đề điều chỉnh về lens đúng không? Lens, máy muốn chỉnh khẩu độ, tốc độ chú làm được đúng không? ISO làm được đúng không? Tức là chỉnh mấy cái đó được đúng không? Thì như vậy thì mình sẽ chỉ work on vấn đề bố cục. Dĩ nhiên là mấy cái vụ mà máy móc này mình sẽ sĩ cũng nhiều khi sĩ quên bật cái máy lên, mình phải nếu mà mình chụp hàng ngày đó thì mình mở lên là không thành vấn đề. Nhưng mà lâu quá mình không chụp, mình mở lên bắt đầu thắt mình là couple second tôi suy nghĩ ở cái nút này nó nằm đâu, mình biết trong đầu hết rồi, nhưng mà nó nằm đâu, hay là mình bấm làm sao đó, hay là cái khó của cái digital bây giờ đó là nó quá nhiều function ở trong, nó quá nhiều function cho nó làm confuse. Thành ra ở cái lớp của mình đó, để cho nó đỡ confuse đó thì thường thường mấy anh chị xài mình chỉ mình những cái nút chẳng hạn như AV TV and M
là ba cái nút chính mà mình xài. Và tất cả những cái ô tô nó xài những ba nút đó trong đầu. Bây giờ chú master cái đó là chú sẽ master cái máy, không cần lo nữa. Tại vì mình chụp hình nghệ thuật là mình lo về phần nghệ thuật. Còn cái phần máy là cái phương tiện thôi. Chứ còn cái máy là nó cái máy mọi người có thể họ không không có lo gì cái máy đó. Cái máy là nó cũng giống như là một cái phương tiện để mình làm ra tấm ảnh nghệ thuật thôi. Cái máy nó không làm ra ảnh được nghệ thuật. Chỉ có cái đầu của mình, cái creative mình mới làm ra được ảnh nghệ thuật thôi. Thành ra mà đừng lo cái đó. Tại vì như ở đây nếu chú nhìn thấy là có nhiều người mình ở trong hội rất là lâu. Tại vì mỗi một buổi mình lên lớp như vậy mình sẽ học được something. Chắc chắn mình sẽ học được something. Bằng chứng là chú sẽ thấy quý vị ở đây có nhiều người ở lại nhiều rất là nhiều năm là lý do đó. Tại mỗi một thể loại hình, mỗi một tấm hình có một cái khác. Thành ra cái chị nói đây là nếu có gì thì chú Peter cứ hỏi, đừng có ngại. Cứ hỏi ra, tại vì cái câu hỏi nó mới có cái câu trả lời chính xác cho mình để mình làm được nó tốt hơn. Ok. Anh Định, anh Sĩ thấy hình anh thì về operation máy rồi nãy nghe ngon lành rồi đó. Sĩ thấy về lighting anh thấy anh khá, Sĩ không biết là anh có cái gì lăn tăn về vấn đề dụng cụ không. Sĩ nghĩ chắc là không, nhưng mà hỏi anh Định có cái question hay là có những cái concern gì về vấn đề máy móc không, về technical á. Không nghe Định này. Anh Định không nghe, anh turn on microphone. Cảm ơn anh chị. Thì qua mấy lớp á thì cũng ráng đi theo kịp với lại các anh các chị thôi. Định ở đâu ha? Tôi ở Garden Road đây. Sĩ không nghĩ là về vấn đề technical Định có problem đâu, nhưng mà cứ cứ đi đi, tại vì sau khi mà chú với anh Định với lại chú Đặng, sau khi mình này giỏi technical rồi đó, tức là mình giống như là mình thuộc lòng, giống như đôi đũa với cái chén này, bây giờ mình cầm lên là mình gấp được liền, thì lúc đó là mình bỏ nó qua một bên rồi đó. Lúc đó cái đầu mình bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là sáng đá rồi đó, tới chuyện chụp hình sao cho đẹp rồi đó. Còn nếu mà mình còn lăn tăn với lại mấy cái mà chỉnh này nó nằm ở đâu rồi chỉnh bao nhiêu này cái nọ, thì lúc đó là mình chưa, cái đầu mình chưa rảnh để mà mình nghĩ tới cái chuyện mà mình ngồi mình bố cục cho nó đẹp, tại vì mình còn chưa biết xét làm sao cho nó đúng sáng thì là kẹt rồi, đúng không? Đó cũng còn lăn tăn lắm đó anh. thì that's why chị mới nói là thì thứ nhất là that's why chị mà khuyến khích quý vị là nên gửi hình vào. Tại vì chị nhìn tấm hình đó sẽ có thể biết được là cái technical mình đi đến đâu, cái technical mình cỡ nào. Thành ra nếu mà mình rồi từ đó mình mới mấy anh chị nhìn thấy hình người đó cũng giống như sĩ review hình thì sĩ mới nói là ok. Mình cần improve cái này, improve cái kia, mấy anh chị ở đây sẽ giúp mình cái vấn đề đó. Đúng rồi. Chứ còn sĩ thì sĩ thấy học hoài, mình học ba cái này học hoài mà thấy vẫn chưa tới đâu. Đúng rồi anh sĩ. Nó bao la kinh khủng. Tôi thèm cái món này lâu lắm mà bây giờ mới thấy mình cái gì cũng không biết hết trơn. Đúng. Tại vì là nó trước đây thì hội PCVN mình có ưa cái câu, có cái câu như vậy. Sau khi mình học hết ba lớp gì, mình có làm cái lễ giống như là ra trường, nhưng mà thật ra thì trong cái buổi đó thì thường thường sĩ hay là các anh chị nói là PCVN chỉ mới có mở cánh cửa cho quý vị đi vào một cái thế giới nó bao la, còn để vô trong làm được gì là mình phải cố gắng nhiều. Đúng rồi, tôi mới vô thành ra nhìn như cái biển vậy anh ơi. Đây đó, đó. Nó mà nó hay lắm, nó hay lắm anh Linh biết không, thì cái hay nhất đó là trên đường mình học đây nè, trên cái đường mình tìm hiểu mới hay. Chứ còn khi một thể loại nào đó đó mà anh Định chụp được rồi đó, chụp được cái thể loại đó mà nó thông suốt rồi đó, tự nhiên cũng giống như anh làm được việc gì bắt đầu anh thấy chán, anh phải tìm một cái thể loại khác. Thì tới cái mức độ đó rồi đó, anh sẽ đi một vòng, tức là đi hết thể loại này qua thể loại kia, qua thể loại nọ, qua thể loại nọ, rồi cuối cùng anh sẽ end up với một cái mà anh really 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 like. Thì chỉ có cái anh thật sự anh yêu thích nó thì mới làm tới tới bán được. Còn nếu mà mình không yêu thích nó thì mình chỉ làm được thôi, chứ mình không cũng giống như là mình đi làm mà mình muốn làm để có cái check cuối tuần này, chứ không phải là mình đam mê cái việc đó. Thì nó khác với cái người nó ở tao không cần tiền nhưng mà tao đam mê tao làm việc đó, thì ra kết quả nó hoàn toàn khác. Chụp hình nó cũng vậy thôi, nó không có gì khác hết. Nếu mình đam mê thì nó sẽ đưa mình đến một cái chỗ mà có nhiều tấm hình người ta nhìn vào người ta sẽ nói quen,
How can he do that? Or how can he see that? Sĩ vừa nói là how can he see that? Tại vì sĩ có người bạn họ anh nó không có giỏi về technical, nhưng mà cái đầu anh nghĩ nó lạ lắm, thành ra mỗi lần mà anh show mình tấm hình đó mình thấy wow, tại sao tôi không thấy mà không thấy. cùng đi chụp chung nha, rồi về mình nói ủa sao này nó mắc lạ thật ta, cái suy nghĩ nó lạ thật. Lúc đó nó có nhiều cái hay mà đó là nó infinity, nó vô tận lắm, nó không có nói được, không thấy được. Ok à, rồi chú à, à chú Nho hả, chú Nho là ở trong hội mình lâu rồi phải không, phải không đi à, đúng rồi à, chú Nho à, đúng rồi xin. Ok chú nhỏ chắc phải chú Nho hả, chú Nho dạ. Chú Nho chắc không, chắc xíu Nho đó, chắc xíu Nho đó. Ok như vậy khi mà sĩ review hình đó thì anh định sĩ, thí dụ như sĩ review hình anh định thì chú Peter và chú Đạt cũng hay là những người khác đều cũng có thể có ý kiến và có câu hỏi ha, câu hỏi tại vì mình chưa chụp cái tấm hình đó nhưng mà mình thấy nó như vậy thì mình hỏi, mình có câu hỏi trong tấm hình đó hỏi, không cần phải đợi tới tấm hình của mình. Dĩ nhiên khi tấm hình của mình thì mình là người tác giả cho nên mình hỏi thì mình biết là mình cần phải sửa cái gì, nhưng mà nếu mà hình của bạn của mình á, mình nói ồ cái này sao kỳ vậy, tại sao cái này anh crop như vậy, cái này kia anh làm vậy, thì cứ hỏi. Nếu mà quý vị càng hỏi mà tụi sĩ càng bí thì quý vị học càng nhiều. Chắc chắn tụi sĩ cũng sẽ có lúc bí thôi, nhưng mà bí thì tụi sĩ đi tìm information để trả lời câu đó nó nhanh hơn quý vị, nó sẽ fast hơn mà nó chính xác hơn, còn mình mới mình đi tìm khó. Nhưng mà nói vậy chứ cái cũng khó, có câu hỏi mà làm cho mấy anh nhân viên hơi bí lắm, nhưng mà cũng có nhưng mà không có. Tức là nhiều khi cái đó mình không có mặt, mình không có làm nó nhiều nên ra mình không biết. Sĩ thì cái gì không biết sĩ sẽ nói không biết, quý vị đừng lo, nên sĩ cứ nói là không biết rồi, không có gì phải là quê không có gì hết, tại trong cái hội mình giống như ở nhà vậy đó, nếu mình quê là mình không tiến bộ được. Tôi là nhỏ nên anh sĩ. Dạ tôi mà có mà gia nhập ở hội này khóa 18. Dạ. Dạ xa thì tốt nghiệp rồi mấy năm trước. 18 là năm 2019 đó. Dạ. 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 Cũng xin báo cho anh biết là ở hội BSC đó nó có tổ chức cái đại hội ở bên Ấn Độ hôm ta mấy tuần trước. Dạ. Yeah. Tôi cũng có cơ duyên là đi qua bên Ấn Độ chơi với chơi bên đó, thành ra cũng được ít hình. Dạ. Có nói có nói với cái chị gì mà vợ. Thư hả? À, không phải anh. À, cái cô thư ký nói cho chị. Nếu mà có hình gì á thì cứ gửi vào để mình share với mọi người ha. Dạ dạ thì mình share với mọi người luôn. Dạ. Ở bên đó thì ở cũng 9 ngày đó, với đại hội đó là cũng có nhiều hình. Sướng nha, sướng nha. Dạ. Dạ. Cũng có nhiều kinh nghiệm ở bên Ấn Độ ra nói cho anh em biết. Tức là chú Nho là đi theo đoàn hay là đi theo đoàn anh? À, theo đoàn. Đoàn mà giống như là đi mình gọi hành hương á hả? Không phải cái dự đại hội của BSC á. Thành ra cả thế giới đều họp ở chỗ đó. Thành ok, vậy là chắc chắn 9 ngày thì mình sẽ lấy rổ để đựng hình ha. Dạ có nhiều lắm anh. Cứ nếu mà muốn share hình á cứ gửi vào ha, gửi vào rồi biết đã lâu rồi biết gửi vào chừng thì mình limit ở đây là khoảng 3 tấm. Mỗi một người. Tôi có đăng trên cái web cái của hội đó phải không? Cái PSN của hội đó. Dạ. Nhưng mà nói cho anh biết là cái mới đầu tôi tưởng là đi tốn tiền nhiều chứ sự thiệt bên khách sạn bên đó có 12 đồng ngày à. Và cũng ở phòng, nghe nói dân Mỹ nó đưa cho cái phòng vòng cũng sang trọng lắm. Thành ra mình là quốc tịch Mỹ đưa qua bên đó là họ đối đãi rất là tốt. Tỷ sĩ đề nghị như vậy nè, nếu được á là chú Nho mình nốt là những information đó, mình nốt là những information mà cái chuyến mình vừa đi rồi đó.
để mà mai mốt anh chị nào muốn đi á, trong hội muốn đi á, mình sẽ hỏi là mình có information, cái này là cái chỗ mình cần liên lạc, cái khách sạn mình phải book làm sao nè, rồi tiền nó rẻ sao, tương đối nó gì đó, thì cái người đi sau họ sẽ đỡ phải tốn công hơn và có lợi hơn ha, mình nốt lại cái chuyến đi của mình á. Thì nó cũng có cái hội nó tổ chức cũng đúng đúng cái mùa mùa chim với cái mùa mùa lễ của bên 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 Ấn Độ giáo đó, họ đưa tới đó cho mình dự ra dự 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 đại hội đó. Tại nhưng mà điều cái khổ chỗ này nè là mình phải 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 mang cái len nào cho nó thích hợp. Cái khổ rồi mà lại nếu mang nhiều len đó thì lên cái phi cơ nó chặt tiền thấy bà luôn, để nó nặng á. Thành ra mình phải lựa cái len thích hợp để mà đi, thí dụ như là 70 200 hay là 10 và 24 40 đại khái vậy đó, là khi nào quay len là 14 24 rồi đại khái là mình phải phải lựa cái len cho nó thích hợp để khi chụp hình cho nó không có bỡ ngỡ đó. Thì nếu theo cái kinh nghiệm của sĩ á, thì khi mà mình đi travel đó, travel á, thì mình là gần như là mình, nếu mà đi travel theo những cái dự cái những cái hội như vậy á, thì thường thường gần như là mình coi cái thể loại đó là đó là street photography. Thành ra nếu mà street photography á, thì mình cần những cái lens mà nó tương đối nó có zoom để mà mình, tại vì mình không có thời gian đâu để mình chen. Thành ra mình có những cái mà nó mình chịu view về chất lượng tí xíu, mình không thể nào xài những cái fix lens. Thành ra mình chỉ cần hai cái lens, một cái lens wide angle fix cũng được, nhưng mà cái lens wide angle và một cái lens medium tele. Medium tele là khoảng 70 200 đó. Nếu mà người nào sợ nặng nữa thì 24 105 hoặc là 24 200 nếu được, nhưng mà cái quality thì nó sẽ yếu hơn chút. Nhưng Dạ mà cái mình cần một cái lens chính thôi. dạ cái bên cái Đông Âu á, mấy thằng ở bên gì Bungary gì đó không, nó đem theo cái len tới 150 600 để nó chụp hình lúc qua đua ngựa với đua lạc đà đó. Mình thì đâu có đem theo cái len dữ dằn như vậy, thành ra ta thấy thấy cái hình con đó giống như con thằng lằn vậy, mấy cái hình mà mấy người đua ngựa đó. Sĩ nghĩ như vậy. Nếu mình biết được á, nếu mình biết được cái vị trí của những cái người chụp hình á, thì nó khác. Tại vì nếu mà nói 150 600 thì mình phải đứng xa, tại vì con lạc đà với con ngựa nó cũng bự lắm. Mình phải đứng xa lắm. Mình phải đứng xa lắm mới 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 xài được cái lens đó, chứ còn nếu mà đứng 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 gần thì không có thấy hết nguyên cái con đâu. Đúng rồi Nhưng anh. mà những cái người mà có kinh nghiệm á, thì mình biết được là cái vị trí của cái người mà khán giả đó, tức là người chụp hình đó, mình đứng ở đâu và cái trường đua hay là cái đường đua nó đứng ở đâu. Nếu mình biết được cái khoảng cách đó thì mình sẽ đem theo một cái gì cho nó thích hợp. Còn nếu không mình chỉ đem general là cái 70 200 đã là đủ. Tại vì nếu mình nó còn nhiều điều kiện lắm, mà trong đó có một điều kiện là cái gì, mình chạy tới chạy lui được hay không. Không được Nếu anh. mình chạy tới chạy lui không được đó, thì mình cần có cái lens zoom mà nó flexible. Cái Còn nếu field nó rộng lắm anh ơi, thành ra cái xứ Ấn Độ đó cái nó đất trống nhiều lắm, thành ra nó lấy đất nó mình để một cái field thì thôi nó gần cả chục cây số lận ra đứng nếu giờ. nếu vậy thì lại nếu vậy lại khác, mình sẽ nghĩ là như vậy thì quý vị không có cơ hội đâu. Nếu mà đi xa mình từ từ ấy khác, mà mình không phải là dân chuyên nghiệp để chụp sport thì mình cũng đừng nên làm vậy. Mình nên chụp những cái hình activity, Đúng cái rồi. hình mà người, những cái hình mà gần gần mình có thể được á. Tại vì nếu mà dài cả chục cây số vậy thì anh cỡ nào cũng với không tới Thành ra mà cái có hình nó với nhỏ tới thì xíu nhìn mà cũng không ra gì. rồi còn đua lạc đà nó bắt mình ngồi lên trên lưng đó, rồi bắt mấy người thằng dẫn đó, nó chạy theo, thành ra mình rồi cầm cái máy thì cũng không được mà nhờ người ta chụp cũng không được luôn, lúc đó thành lính quýnh luôn, tại cái máy thì mang trên cổ nhưng mà cái mình đâu có tự chụp mình được, thành Không, ra cái khổ một cái chỗ suy là nghĩ sai, một cái suy nghĩ hơi sai, đó là mình đừng có chụp mình. ngồi trên lưng lạc đà rồi anh chụp ai. Không, ý em nói là đó, mình tới đó là mình chụp hình, có hai loại hình. Một loại hình mình xài vấn đề nghệ thuật, hay là một loại hình selfie. Nếu mình chụp mình chẳng khác nào selfie, Đúng mà rồi. selfie nó biến thành hình kỷ niệm. Selfie có nghĩa là hình kỷ niệm, tức là mình chụp để hôm đó, ngày đó tôi có mặt ở đó, tôi dự cái đại hội đó, thì đó là những loại hình kỷ niệm, thì không cần gì nó đẹp hết, nó là hình kỷ niệm.
Còn nếu mà mình cũng muốn có một cái hình xài được về vấn đề người ta đua lạc đà bên Ấn Độ thì mình phải chú tâm vào chụp những cái hình người ta đua chứ không phải là chụp hình có mình chồng. Tức là mình phải xác định cho nó rõ. Thôi Mình đúng phải xác định cho nó rõ, đúng rồi, không? Sĩ sĩ nói vậy hiểu, còn nếu mà đúng không rồi không rồi thấy già thì nhưng ấy. mà mình đi dự dự cái cuộc đua Đà Lạt Đà mà không có màn hình mình trong đó thì nó Thì uổng bởi vậy quá. sĩ mới nói là nếu mình xác định cái đó là cái hình selfie, tức là cái hình kỷ niệm, cái hình mình đến đó để dự cái event, thì trong đầu mình phải clear là mình không dùng được cái tấm hình đó cho tấm hình nghệ thuật, cho tấm hình về vấn đề mà mình có thể show ra cho mọi người. Tại vì mình có hai loại hình rõ ràng, một loại hình là hình selfie luôn, tôi đến đó ok nghe gan cười chụp cái là tôi đã đến cái chỗ này, nó vậy này kia là hình selfie là thuộc dạng hình kỷ niệm. Thì bây giờ đưa đại hay là anh bạn nào đó đưa cái phone lên chụp cũng được, thì cái hình đó mình sẽ không vào thuộc vào cái loại là mình xài mà sau này mình triển lãm hay là mình show cho bạn bè nào này kia nọ. Mình chỉ show được là tôi đến dự cái đại hội đó thôi, là cái hình mà kỷ niệm. Với Còn cái các hình mà mình muốn show cho mọi người thấy là hôm đó nó có một cái cuộc đua lạc đà, thì mình chú tâm vào chụp cái cuộc đua đó để mình mẹ rồi ai cưỡi lạc đà, bạn mình cưỡi cũng được mà không phải bạn mình mà người chuyên nghiệp cưỡi cũng được. Tại đây tại lý do tại sao sĩ nói vậy là tại vì mình đi chụp hình mình đều bị cái lăn tăn cái chuyện đó. Mình đi chụp hình mình bị người nào cũng bị hết á, lăn tăn cái chuyện là giữa hai cái mình chụp làm sao đây, mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình muốn nhiều quá cuối cùng cái về cái nào nó cũng phân nửa hết mình xài hình không được. Thành ra cái chuyện đó người nào cũng bị hết, nhất là đi giờ những cái buổi đi xa đó, đi đi mà những cái trip mà nhiều khi đi thiệt là xa đó, thành ra nhiều khi mình phải có hình mình giống, nhưng mà hình đó là mình có chụp nhưng mà chụp là mình xác định là hình đó là hình kỷ niệm thôi, hình hình kỷ niệm của một cái buổi đó mình tới đó thôi. Còn nếu mà mình muốn mà chụp thêm những cái hình mà đời thường, những cái hình mà đua lạc đà thì mình lại quyết định là mình chỉ chụp người khác thôi, đừng có dính mình đâu. Với cái thứ nữa là tôi qua bên đó tôi bị ăn chay anh, nước nước Ấn Độ nó ăn rau không à, kiếm thịt không ra, ăn chay mấy chục bữa thành ra về ốm nhách luôn, Ồ, vậy là tốt rồi. Vậy tại vậy là có lợi rồi còn gì. thèm thèm thịt gần chết luôn mà nó đâu có bán đâu. Cơ duyên Có đưa đến để ăn chay khi ăn chay đâu mấy có chục xuống ngày. cân. Xuống cân chứ, lúc mà mình dậy sớm rồi mình phải đi theo mấy cái đoàn đó nên đâu có thời giờ đâu mà ăn nhiều đâu, Đâu thành ra sao? đi nghe nói là bên đó ăn cà ri mà thôi phải không? trời ơi cà ri nó ăn ăn nó cay cay chịu không nổi ông ơi, ông ăn không quen rồi ông chết luôn, ra qua đó giống như là mình nhịn ăn vậy. Mà như hầu như ngoài ra cà ri không có gì hết. Thì Chỉ có rau nên đến đó rau cà ri mà thôi, đúng ở không? cả thì nó Và cứ các nhiều cứ nhiều các loại cà ri. các loại cà ri rồi nó rau cải nó xào lên cà ri, anh ăn chỉ khoai tây này nọ là nó có vậy thôi. Ăn ngán Đó, nhưng mà có lợi là về được xuống phao ở Mỹ này phải tốn tiền đó nha. à trời ơi, người ta cỡ tuổi tôi mà xuống phao nó khổ lắm anh ơi, nó À, vậy chịu hả? không có nổi đi ngủ. Thế hả? Ngủ ghê không có ngon lành vậy trời. Với giờ Ơi chứ đi con khác khác giờ đó, đi ủa về sao đây. sao ngược đời quá vậy. À, bây giờ mọi người ở đây đều muốn xuống phao hết cả, mà có người muốn lên phao mới là lạ. Nhưng mà không sao, có một cái kinh nghiệm như vậy rồi thì tốt thôi, tại đâu có mấy người có dịp đi qua đó, cũng đâu có mấy người. Nho có biết là ở Covid của mình á, mà qua bển mình có được tắm rửa đồ đàng hoàng không? Đàng hoàng, nó đối xử mình giống như ông Hoàng á. Lý do tại sao sĩ hỏi vậy nè, tại vì mình chỉ có ăn chay thôi, còn sĩ nhớ cái người mà khai thiên lập địa cái hội mình là Covid đó, cũ qua Mông Cổ đó, là gần 2 tuần lễ là không có tắm đó, gọi là dry clean không á, Yeah. tức Bên đây là thì chỉ có lau khô thôi chứ đừng có nào tắm lại tút ở trên miền núi trên Mông Cổ kia mà tắm cái gì. nó. Rồi bên đây thì ăn chay đúng không, là Dạ. Covid là 2 tuần lễ là chỉ có ăn con cừu một một món nó duy nhất thôi. À con cừu thì có nhưng mà phải lên cái nhà hàng trên trên lầu, nhà hàng Ừ, thượng hạng là mới mới có, là nghĩa là mình đi ăn riêng đó mới mới được thôi chứ còn à, đó không có được. thì có nghĩa là mỗi chuyện một cái chuyện khổ khác nhau đúng không, không có Dạ. người nào khổ nào, cái cô kia cô vi mình còn không có tắm được nữa, si không có tắm được trong vòng 2 tuần, tức là dry clean là nó thấm thấm giải thấm giấy và lau không có tắm nó lạnh rồi Không nó trên không có cao tắm là không có nước hay gì hay sao? à, nó ở cao nguyên nhà nó rất là lạnh, nó ở trên trên cao nguyên rất là lạnh, mà ở trển thì thấy thấy mấy cái người mà họ cắt mấy cái liều không,
mấy cái liệu mà chùm chùm mà lâu lâu họ cứ đi du mục á đó, đó rồi mình cô đi theo cái đoàn đó vô thằng nhá nhưng mà về là cái đó là nhớ đời đúng không? Anh tắm không nổi đâu, tại vì nước nó lạnh dễ dễ sợ luôn, không có nước nóng là khỏi tắm luôn. Thì là mình mỗi một cái chuyện vậy là mình sẽ lên được something, và mình sẽ sau này á, những cái việc như vậy á nó sẽ làm cho mình một kỷ niệm khó quên, mà thường thường mấy cái khổ là khó quên nhất thành ra mình sẽ nhớ hoài. Thêm là... mỗi lần tôi sĩ đi mà nó xảy ra chuyện gì là cái chuyện nó nhớ hoài, đi đi chụp hình nè, còn nếu mà không xảy ra chuyện gì là mình không có gì để remember. Thành ra thôi coi như chúc mừng cảm ơn đi anh. Được dự như vậy. Dạ. À, thêm cái nữa anh nói với anh em là qua bên đó nó đi lang thang trên đường đó, thành ra phân bò nó đầy đường hết, rồi nó khô đi rồi nó thành bụi, thành ra xe đi qua cái là bụi bay mịt trời hết, thành ra người học không mang mask là bệnh liền. Tôi bị bệnh hết, thằng nào cũng bệnh hết rồi. Dị ứng phân bò. Phân bò nó đầy đường hết rồi, mà người ta coi phân coi con bò là bạn. Nó cho ăn này nọ mà nó đâu có cỏ đâu, trong thành phố làm gì có cỏ, thành ra nó cho ăn là bánh mì hay là rau cải thì làm một dứa cho bò nó ăn, rồi nó ăn nó đâu có đi đâu đâu, nó chỉ lượn quần trong sông trong mấy cái chỗ đó quen quen đó nó ở đó, thành ra nó phóng quế ra đầy đường hết rồi. Mình đi mà qua đó là bụi bụi mịt trời hết rồi, mà nhân bên đó lạ lắm. Quét bụi từ trong nhà ra, rồi xe chạy cái bụi bay lên cái bay lại trong nhà. Bay chạy vô hả? À, cái đó nhiều khi cái đó người ta đang tu tập gì đó anh. Yeah. Khổ mừng chết. Tức là cái quét ra nó bay vô quét ra. Cái bay vô quét ra vậy đó. Thì tu mà phải làm vậy chứ. Thì, sứ sứ Phật giáo đi cái vùng nào vậy? Dạ. Yeah. À, đi cái vùng ở miền gì Tân Đại Ly cũng có, mà đi qua cái vùng Bao Trăm Mơ gì đó ở phía bắc á, gần biên giới với tâm bên Tây Tạng đó, nằm đó. Với cái thứ hai nữa là mà họ rất là hiền, xe chạy rất là ẩu, đâu chạy nghĩa là mình ở bên đây mình lái ẩu 1 không, họ bên đó họ lái ẩu 10 nhưng mà không có luật, mà không thấy xảy ra tai nạn. Không, thành ra tôi đi cả mấy 10 ngày đi xe mà không thấy tai nạn nào hết, mà cũng không thấy cãi cọ gì vụ tai nạn hết. Họ lái hay vô cùng, nghĩa là một len có mình cái xe lộ thì có 2 len, mà họ chạy 3 len luôn, tức là họ chạy ngay chính giữa đường đường cái len luôn. Thành ra mình thấy ghê quá, ngồi phía trước rồi sợ gần chết luôn. Sĩ sĩ làm cho hãng Ấn Độ 5 năm. À, trước đây rồi sĩ cũng có nhiều người Ấn Độ, có nhiều vị của mình đi qua bển và đi hành hương đó, thì họ nói người Ấn Độ là có một cái câu, mà cái câu đó là cái câu cửa miệng, bất cứ chuyện gì xảy ra họ cũng nói no problem. Mà sĩ làm cho hãng sĩ cũng thấy vậy, nhiều khi problem nó đầy hết nhưng mà cái việc họ phản ứng đầu tiên là no problem. Ok, no problem. À, ví dụ mình xảy ra gì mình bực bội mình lái no problem. Rồi, cái câu đó là câu cửa miệng mà chắc chắn nhỏ đi bển chắc thấy đường xá có mà cầm lên thì chắc chắn cũng sẽ nhận được câu là no problem. Bên đó không có bác sĩ anh ơi. Cô nhỏ là toàn là dược sĩ không à, mà hả mình có bệnh vô trong nhà thuốc mình khai bệnh cái là dược sĩ thôi, họ đâu có bán nguyên hộp đâu, họ cắt ra từng miếng cho mình uống từng ngày vậy đó. Thì cái này nó trở về cái thời Việt Nam mình trước đây chứ còn gì nữa. Chắc vậy. Nguyên nguyên cái khu của sĩ hồi xưa đâu có ông bác sĩ nào, có không ông bà hai người mà không biết phải pharmacist hay không nữa, cứ lợi nhức đầu đây nè uống cái viên này vô mày, rồi đau bụng thì uống viên này vô mày, rồi đi bán thuốc tây này chứ bằng biết gì đâu. Không có bác sĩ. Rồi lần sau lại mua nó, ủa sao bà đưa tôi viên khác, lần trước bà nhức đầu bà đưa tôi viên này, không bây giờ nó là viên này thì uống viên này. Ở Việt Nam vẫn còn đó anh sĩ, cách đây vậy năm mình về cũng y chang vô pharmacy, thấy là mấy người bị bệnh tới đó là khai bệnh rồi người ta cho thuốc về uống thôi. Vui vẻ. Tự nhiên đưa cho viên thuốc mà không biết nó để là tiền thôi. Là cái gì. Mình cứ nốc vô đại và giống như cái đó là cái tâm lý của mình là uống vô là thấy khỏe rồi đó. Cứ nghĩ vậy thôi, chứ còn ở chỗ sĩ là làm gì có bác sĩ gì đó, đâu có khám cái gì đâu.
dân Nói với dân bà Ấn Độ họ đâu có biết thuốc đó tên gì đâu, cứ vô cái dược sĩ cho cái gì rồi uống cái đó, cắt ra cho mấy viên ấy rồi mà 10 cent 20 cent, mà tiền bên Ấn Độ rẻ lắm anh. Thí dụ như vô anh ăn một bữa bữa ăn có đâu khoảng 4-5 đồng à một người á, tại vì nó tính theo cái giá giá đô la thì nó quá rẻ đi, thành ra anh muốn mướn khách sạn chỉ có 12 đồng một ngày mà ở phòng sang đó. Nếu mà anh muốn làm ông bà hoàng thì anh mua mướn 60 đồng đó, vậy thôi. So với bên Mỹ thì nó quá rẻ đi. Với cái thứ hai nữa là kho đi ngoài đường không thấy graffiti, không thấy graffiti gì hết, tức là đường rất là sạch sẽ, không có ai vẽ bậy hết rồi. Hay quá chừng luôn. Rồi còn cái Cái nữa đó lạ đó chứ, tại tại Điên cũng đi qua mấy nhiều nước á, đi đi qua Ecuador nè, mà graffiti cũng nhiều lắm, nhà nhiều nước mà bên đó không có graffiti hả? không Không có graffiti gì hết hay hay rồi thành ra mình mới thấy cái xứ đó nó không có gây lộn, nó không thấy gây lộn ngoài đường gì cả, họ cũng không thấy đụng xe nữa, họ chạy xe hay quá trời luôn. Anh Nho ơi, cho Dạ Tâm nói nha. dạ Tâm là Ấn Độ đây. ở trời đã vậy. Rồi. Rồi chào anh. Tâm ở bên đó, anh chỉ nói được một cái vùng thôi. Chứ Ấn Độ cũng như Việt Nam, chỗ nào cũng có vùng nó cũng vẽ lên tường, chứ phải không có. Không có đánh lộn và nó không có đụng xe nè, chứ phải không đâu. Chứ không có như anh nói đâu. Đúng Lúc rồi nãy Tâm hỏi anh đi đó cái vùng nào. Tâm hỏi anh đi là đi cái vùng nào là như vậy đó. dạ Rồi. Chứ dạ thật sự á, không có chỗ nào gọi là thiên đàng hết, mà chẳng chỗ nào là địa ngục hết, chỗ nào cũng có cả hai hết. Rồi đúng rồi, cho nên Đinh nghe ông nói cho anh Đinh, nghe đúng vậy rồi nha. có hai đó, Đinh cũng nghe bên đó là nó dơ dãy lắm, nhiều chỗ nó dơ lắm. Anh Nho biết tôi đã tới Tân Delhi rồi đó, là cái khu mà của chính phủ không á, Dạ. đái đầy đường hết trơn, đái trên ngoài ngoài tường ngoài đường á, nó Ồ thì khai lắm, ôi kinh Tây khủng lắm. sĩ cũng đồng ý là tùy chỗ thôi, tại vì chỗ nào cũng đấy, cũng giống như mình coi mấy cái phim Triệu Phú Ổ Chuột á. Này cái nọ thì nó cũng quay cái mặt trái của cái xã hội, tức là quay những cái chỗ thì tùy theo. Bác sĩ cũng đồng ý, cũng giống như anh Tước thì anh ưa đi lại cái sông Hằng đó. Anh cũng ưa nói chuyện nhiều về sông Hằng đó, là coi như là trước đây sĩ đã coi nhiều về cũng về sông Hằng cũng khủng khiếp lắm chứ không phải giỡn đâu, nhưng mà có một mặt thì người ta ấy nó khác thì ok, thì very good về vấn đề information Ấn Độ ha. Bây giờ mình trở lại với cái business của mình ha. Ok. Chị Nina, chị có mặt ở đó không? Sĩ sẽ quý vị có thấy cái xe của sĩ chưa? Có thấy rồi. Okay. Chị Nina, chị có đây không? Hồi này có thấy chị đi nào? Ok, chị Rồi Nina, có. này của chị Nina. Có nghe em rõ không? Rồi rồi nghe chị rồi. Ok, chị Nina, chị chụp cái hình này á, thì khi mình làm á thì để mà mình nói lên được cái câu chuyện á thì very good về story, nhưng mà mình làm cái background nó đen quá đó thì nó có hai chuyện xảy ra. Anh Thomas, Nguyễn, rồi anh Thomas của mình nó mới thấy anh biến mất tiêu rồi. Hello anh sĩ. Nó có hai có hai hai phần ha chị Nina ha. Cái phần story của mình á thì ok, nhưng mà cái phần technical của mình nó có nhiều cái problem trong đây. Thứ nhất á, nói từ từ ha. Tại vì, thứ nhất á, là cái túi của mình nó bị cháy nè. Thấy không? Cái phần này nè, bị cháy sáng nè. Khi mà bị cháy sáng như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào? Hiện bây giờ cái câu chuyện của chị á, nó nằm ngay chỗ cái con bồ câu và cái mặt em này nè. Nhưng mà bây giờ cái điểm sáng của mình á, cái túi nó cháy nhiều quá cho nên nó lôi con mắt mình đi qua cái điểm sáng này. Nên câu chuyện mình sẽ bị yếu đi, cái câu chuyện mình muốn theo sẽ bị yếu đi, nó không còn mạnh nữa. Đó là về vấn đề lighting. Mình phải làm cho cái túi này nó tối đi, thì lúc đó cái câu chuyện nói giữa cái ánh mắt với con bồ câu và ánh mắt này rất là hay. Okay. Tuy nhiên còn về một phần technical nữa là mình làm cái background, nó quá đen, nó đen như vậy đó thì cho cái người xem có cái cảm giác là gì? Coi người anh có cảm giác là cái hình của mình chụp ở trong studio setup cái background đen cho mình, không chụp ngoài ở ngoài đường environment. Có nghĩa là cái hình mình từ từ một cái câu chuyện là nó có thật ở ngoài đường, nó biến thành câu chuyện là setup. Hai cái mình khác nhau phải không?
tức là tôi set up trong studio để tôi chụp, mặc dù mình có set up được hay không thì người ta không biết, nhưng mà cái cảm giác của người nhìn vào sẽ thấy như vậy. Đó là cái vấn đề thứ hai, mình nên giữ cái background nó mờ, nó tối, nó hơn là cái subject, nhưng mà đừng có làm nó đen thùi luôn. Ok. Một cái thứ ba nữa là cái technical về vấn đề khi mình làm cái sửa cái tấm hình mà để tách ra đó, mình còn nhiều cái mistake. Ví dụ như ở đây con chim này nó mất đi cái phần đầu, là tại vì mình lo mình làm cái background đen, thành ra khi mình cắt crop nó không có được gọn, và những cái cạnh này mình chưa có cắt khéo, cho nên nó có chỗ thì nó rất là bén, có chỗ thì nó rất là lem nhem lem nhem. Thành ra cái đó là mình đòi hỏi cái gì, đòi hỏi là mình phải work on Photoshop. Mà những cái cắt này á, là chỉ nhớ là những năm trước là anh Hiền đã nói rất là kỹ cái này, mình đã có thực tập. Thành ra cái phần của mình là gì, là mình phải practice on cái Photoshop về vấn đề separation cái subject mình ra. Bây giờ thì nó càng dễ hơn nữa chứ không có gì khó. Đây nè, thì separation như thế nào thì gọi là tự nhiên, nhìn thấy cái máy dưới không? Chị Nina nhìn thấy máy dưới không? Nếu mà mình làm như vậy nè thì nó ok. Cái tay này cũng vậy nè, làm như vậy thì nó ok. Nếu mà mình làm như máy trên này không ok. Tại vì nó mất thịt nè, tự nhiên thịt nó chạy đi đâu, mình đâu có biết. Đúng không? Thì nhìn vô là mình biết là cái sai sót về vấn đề Photoshop. Rồi bây giờ mình làm đen hết trơn nhưng mà còn chỗ này trắng nè. Thấy ngay dưới cổ nào? Cái này là cái background đúng không? Thì nó nếu đen thì cái phần này mình cũng phải cắt đen luôn. Cho nên mình phải để ý những cái chi tiết thật là nhỏ như vậy. À, dưới cái cổ con bồ câu nè. Chị Nina có thấy không? À, tất cả những cái gì nó phải logical. Nó phải có logic. Tức là mình làm background đen thì nó đen. Nhưng mà sĩ đề nghị là đừng làm đen tới vậy. Mình làm đen tới vậy là mình giống như là mình cắt một cái hình mình dán vô, chứ không phải là mình thật sự. Ví dụ như mấy con bồ câu này nó mới đứng đâu mà chân cẳng của nó thì mình không thấy. Okay. Mà nó thì không phải là bay, nó đang đứng mà không thấy chân. À, ví dụ vậy, những cái đó thì mình là do mình làm Photoshop thôi. Là cái này là dạ. Dạ, cảm ơn anh. À, cái này là giống như là hiệu ứng của Photoshop. Cái này làm hơi cầu thả, tại vì mới học được cái new function của Photoshop á. Dạ. Vui quá, nhưng mà em đem ra để cho anh gọi Photoshop chỉ nói hoài á, nó là dao hai lưỡi. Dạ. Đó, mình phải hiểu cái chuyện đó. Chỉ nói đây cho quý vị nào mà mới chơi Photoshop luôn, chẳng hạn như là chú Peter hay là anh Định hay là chú Đạt là sao, nó dao hai lưỡi là sao. Thí dụ nha, chỉ thí dụ như cái hình này nha, mà chị đừng có làm gì Photoshop hết, cái hình này còn work very good, xài được. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình làm Photoshop như vậy là xài không được luôn. Yeah. Cannot use. Đó là mình có dao hai lưỡi là gì? Mình có tấm hình mà nó chưa hoàn hảo, nhưng mà mình có được tấm hình xài được. Còn nếu mà mình xài Photoshop mà mình xài không khéo á, là tấm hình của mình bỏ luôn, không xài được luôn. Đó là mình phải như vậy. Giờ suy nghĩ là bây giờ bắt đầu mình phải tập làm kỹ à. Yeah. Ok. Rồi, có nếu mà có câu hỏi gì về Photoshop á thì hỏi đây cũng được, hoặc là hỏi anh Hiền nha. Dạ. Rồi, bây giờ sĩ sẽ trả, tới này là sĩ trả nợ từng trước, sĩ thiếu nợ ba người ha. Sĩ thiếu nợ chị Nina, sĩ thiếu nợ giúp Peter, tức là chị Sang Lê, bữa nay phải trả nợ trước mới đi tới ngày hôm nay. Ok, đây là cái tấm hình của chú Peter tập chụp ở... chụp cái từng phần này chắc ở đâu với Peter ha, sau nhà hay là đâu? Dạ, cái này là ở trên chùa Đài Loan đó. Ok, ok. Dạ. Bây giờ á, mình nhìn thấy cái gì? Bây giờ mình nói ok, mình chụp được cái tượng Phật thì ok rồi. Bây giờ mình nói về cái phần ánh sáng trước, lighting. Thì tại vì cái phần trên nè, cái phần đầu nè, nó nằm ở trong cái shadow, thành ra cái mặt nó ok, nhưng mà phần dưới này bị ánh nắng đánh vô, thành ra nó hơi bị cháy tí xíu. Đúng ra cái hình này original nó như vậy nè, thành ra mình phải giảm nó lại. Cái hình original của chú nó là như vậy nè, thành ra mình phải giảm ánh sáng xuống, giảm xuống thì cái hình mình nó more 3D, nó more 3D hơn, tức là nó không bị mất gì theo xuống như vậy. Rồi mình muốn á, thì mình làm cho cái mặt sáng lên tí xíu cũng được, mình làm cho mặt sáng lên tí xíu thì ok. Cái thứ hai nữa đó là cái cổng dây điện này nè, mình phải học Photoshop để lấy ra. Cộng dây điện này nó nằm ở trong đây, nó không có hợp.
đúng không? Tại tức là sau lưng này chắc chắn là có điện á, có câu bóng đèn hay gì thì không biết. Nhưng mà cái cọng dây điện này nó nằm đây, nó không có hợp trong này, thành ra mình phải học Photoshop để mình lấy ra. Tuy nhiên á, nói một mặt khác á, khi mà mình lên trên chùa, mình để cái máy mình vô, mình chụp cái tấm hình vậy á, thì chú Peter phải nghĩ như vậy. Vậy thì một cái người bình thường á, họ để vô họ có chụp được như vậy hay không? 10 người để vô đều chụp được như vậy đúng không? Thì mình phải nghĩ như thế nào? Mình phải nghĩ là mình phải do something different, mình phải đổi cái angle mình ra, mình phải xây qua bên trái bên phải, hay là đợi cái ánh sáng nó xuyên xuyên thì nó mới 3D. Cái tượng Phật này rất là gần cái background, cho nên khi mình chụp vào á, cái background nó cũng rõ luôn, thành ra tượng Phật không có nổi ra ngoài nhiều, tại vì quá gần background nổi quá. Rồi xung quanh nó lại có một cái này chắc là người ta tạo cái giống như là một cái frame để cho ổng ngồi ở trong đúng không? Thành ra khi mình chụp nó dính như vậy. Thành ra đó cái này nó có nhiều cái lắm, nhưng mà sĩ 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 nhìn vô đây thì sĩ biết là chú có đi chùa, nhưng mà chú không biết cái chổng để kiếm cái gì chụp. Thật ra những cái cảnh mà người ta đi chùa cũng là hình ở trong những cái cảnh mà người ta đi chùa, người ta lại Phật á, mình đừng có chụp thấy cái mặt người ta rõ thôi, mình chụp cái dáng lại Phật, hoặc là mình chụp những cái ly hương mà người ta đốt nhang khói lên, nó cũng là một thể loại hình, cũng là một thể loại hình. Tức là sĩ nói đây là để giúp cho chú cái idea, để khi mà mình đi chùa mình chụp á, thì mình cũng chụp được cái đó. Và mình trước khi mình quyết định là chụp, mình phải lựa cái cảnh nào mà nó nổi ra. Ví dụ như cảnh này là không nổi rồi đó, là tại vì cái background nó gần cái tượng Phật quá, cho nên mình chụp vô nó không có, tượng Phật nó không có separate ra. Mà nếu không có separate như vậy á, là làm gì, làm cho cái hình của mình nó không có 3D, nó không nổi ra. Cũng giống như mình chụp người mà sau lưng nó mờ đi thì người nó nổi ra rồi đó, thành ra như vậy. And then nếu mà muốn đặc biệt hơn thì phải mình đợi cái size size lighting, ánh sáng nó chiếu một bên á, thì tượng Phật sẽ có 3 chiều hơn. Thành ra bây giờ đó sĩ đề nghị như vậy. Thêm tấm hình thứ hai, sĩ đề nghị như vậy. Ví dụ như tấm hình này thì còn size nhiều hơn tấm hình kia. Lý do đó không phải size mà là nó bị distract. Distract là nó nhiều phần quá đi. Ok, nó nhiều phần quá. Cái hình kia thì mình crop nó chặt quá đi, cho nên nó bị giống như là cái chỗ ông ngồi nó bị tích. Thành ra cái hình này mình có thể mình đổi lại chút xíu, cho người ta thấy là đang ngồi ở trong, thí dụ vậy. Đó, đang ngồi ở trong thí dụ vậy. Thì nhưng mà đây cũng chỉ là một cái loại hình mình gọi là mình chưa có suy nghĩ nhiều để mình lựa cái cảnh nào Cái mình chụp thế. cho nó đẹp dạ. Thành ra sĩ đề nghị như vậy. Trước khi chú Peter đi chụp một bất cứ một cái gì đó, chú lại chú khoan hãy chụp rồi. Chú đi vòng 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 vòng, ngó hướng này hướng kia, ngó trên ngó xuống, ngó dưới ngó lên, ngó bên trái ngó bên phải. Bất cứ mình chụp cái gì cũng vậy, cái bông cũng vậy, cái hoa cũng vậy, cái cây cũng vậy, cái cảnh cũng vậy. Mình đi vòng vòng trước rồi nên suy nghĩ là mình chụp như vậy sao, để cái máy xuống coi thử, để cái máy xuống coi thử. Chú Peter có cái tripod không? Dạ có. Ok, mình để cái máy trên tripod để đó, nhìn vô cái màn ảnh rồi ngó đó, rồi 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 mình đi một chút hơi để mình suy nghĩ. Rồi trước khi mình chụp, mình phải lựa cái nào nó interesting. Trong chùa thì nó có nhiều lắm, nó có nhiều hoa, nhiều lư hương, nhiều những cái tượng đứng mà nó riêng biệt nhau, những cái tượng có cái nét, mình nhìn coi cái nét nó có hồn hay không trước khi mình chụp, kiểu giống vậy đó. Thì sĩ nghĩ á, sĩ muốn thấy hình của chú Peter làm sao đó, là hình mình chụp mà người ta nhìn vào, người ta nói, người ta hiểu được là mình muốn chụp cái gì. Ý của mình muốn chụp cái gì, mình người ta nhìn vô người ta biết ý mình muốn chụp cái gì. Thay vì trong cái hình này sẽ biết là chú chụp cái tượng rồi, nhưng mà nó chưa có nói gì về cái câu chuyện gì ở ở trong cái tượng này nổi bật ra. Trong này cái cọng dây điện này phá ha, thì bây giờ cho riêng chú thì là mình đi chụp cái gì thì mình chậm lại, chậm lại mình suy nghĩ chút. Chụp cái gì cũng được nhưng mà suy nghĩ tí xíu. Ok, chị Sang ơi. Chị Sang, này là hình trả trả nợ tuần trước ha. Cái hình này là chị chụp ok lắm rồi, chị chụp cắt crop, chị bị crop làm gì đó để cắt crop.
nhưng mà các cấp này thì ok. Để ý mấy cái phần này nè. Mình chụp được cái cảnh action, mình chụp được cái này, nhưng mà cái này nếu mà con cá thì vui hơn, còn cái này thì nó bóc cái này về để làm tổ thôi. Tuy nhiên á, nếu mà cái cảnh này á mà mình đi cho nó vào wildlife á, là để đi thi hay này cái nọ đó, thì mình bị kẹt. Bị kẹt cái gì? Chị cắt crop ok, everything hết trơn. Nhưng mà mình bị kẹt là tại vì thường thường mấy cái ổ này là do người làm đúng không? Nó sẽ làm ở trên những cái cọc cây đồ này kia nọ, thành ra do người làm. Nhưng mà khi mà mình đi thi về wildlife á, mà họ thấy cái cảnh bên đây nè, yeah, là mình bị loại nè. Yeah. Cái phần này là phần man-made nè. Yeah. Ok. Nếu mà nó include vô trong cái tấm hình này thì nó không còn là wildlife nữa. Cái bù lon này là báo hại bà con lắm nè. Ok. Nếu mà cái này mà nó không có cái này, hoặc là mình eliminate nó đi á, thì mình có thể xác định, mặc dù nó không có thiệt, tại vì nó thường thường nó làm tổ trên mấy cái mình ta làm sẵn thôi mà. Nhưng mà thì chỉ có cái đó thôi. Còn hình rõ hay không là yes, chụp được action hay không là yes. Chỉ xài cái lens 200-600, chỉ có cái lens đó hả? Dạ. Nói chung là lens này cũng good. Nói chung là lens này cũng good. Thành ra chỉ xài cái đó là được. Chỉ chụp cái tấm hình này là được. Chúc mừng chị. Cảm ơn. Mình có thể làm cái gì được không? Làm được thêm tí xíu, nhưng mà không có quan trọng. Tức là làm nó cũng không thay đổi được mất nhiều. Chỉ có thể làm cho bầu trời nó xanh hơn tí xíu, có thể làm cho nó separation tí xíu. Nhưng mà nhìn chung là chị làm vậy là good lắm rồi. Ok, rồi cho từng này. Sĩ không biết anh Chris Nguyễn là ai. Ok, có quý vị nào biết anh Chris Nguyễn là ai không? Có anh, có sĩ. Ok. Dạ, yeah. Hôm nay có không ta? Từng rồi cũng không thấy anh lên, từng này cũng không thấy anh lên. Thì thường thường những cái người mà không thấy lên thì mình cũng không có review. Tại vì nếu mà review thì người đó cũng không có ấy cái gì. Nhưng mà cái chính thì nói là ảnh gửi vào rất là nhiều hình về vấn đề khác, không phải là vấn đề chụp hình không. Thành ra ngày nào sĩ download xuống á, sĩ cũng delete một bớt, nhưng mà sĩ không biết là ảnh gửi như thế nào. Nhưng mà thí dụ như từng này sĩ nhận được hai cái hình giống nhau, hình này còn phần còn lại 5-6-7 tấm hình khác đều là hình quảng cáo. Ok, còn cái này là tình hình từng trước nè, thì những tấm hình này mình có thể thoát tin là bao. Nhưng mà những cái tấm hình mà đi theo những tấm hình này nhiều lắm, anh gửi nhiều lắm, từng trước gửi cả mười mấy chục tấm gì đó. Còn là những cái quảng cáo không à, quảng cáo cho cái event này event kia event nọ đó. Ok, từng này nè, sĩ delete mới rồi thì còn lại hai tấm giống như từng trước, nhưng mà nếu có ảnh đó thì mình đấy, còn nếu mà không có ảnh đó thì mình bỏ qua để review cho những người mới. Ok, anh Định ơi, cái này thì bữa nay anh tính nói gì đây? Bữa trước là mình có một tấm hình đúng không? Bữa nay ok. Hình này giống như hình tập. Cái loại này mà không có chuẩn. Không, ok. Thì sẽ biết là anh muốn thực tập cái gì đó, nhưng mà anh muốn thực tập cái gì đây? Chụp planning nhưng mà không có đạt á, thành ra cố. Ok. Thứ nhất, bây giờ mình thực tập lại cái planning. Thì cái này dễ lắm, ra chụp chiếc xe được. Nhưng mà nó phải có, nếu mà anh muốn thực tập á, thì anh thực tập như vậy. Ví dụ như cái tấm hình này anh chụp ở cái khẩu độ là 60. Anh có thấy cái hàng rào này không? Nhà này không? Nó còn rõ quá. Sẽ muốn nó mờ luôn, mà mất tiêu luôn. Vậy thì anh phải làm sao? Nếu mà anh muốn cho sĩ muốn cái hàng rào này mất tiêu luôn, nhà mấy cái nhà này nè nó mờ tịt luôn, thì anh làm sao? Cái này giống như là cái quiz, cái quiz á, giảm tốc độ mạnh cầm. Đúng rồi, bây giờ mình chụp ở tốc độ 60 đúng không, thì mình bắt được chiếc xe rồi, chiếc xe ok rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn ăn sao nó distract quá nè, tại vì cái này mới mốt anh áp dụng vô chụp xe đua, chụp này cái nọ là anh phải xài đó, đây là một thể loại đó. Thành ra bây giờ mình sẽ giảm tốc độ xuống, let's say
còn 30. Mà nó, anh chỉ anh nói cái cách làm sao, tại vì nếu như mà tôi đã thử rồi giảm tốc độ xuống quá thì cái subject nó là nó lại không rõ nữa. À, cái hay nó nằm ở đây nè, cái hay nó nằm ở đây. Nếu mà nó chỉ cần giảm xuống mà nó rõ thôi, nó rõ giống như bình thường thì dễ, ai làm được. Nếu dễ vậy thì mình đâu, nếu mà mình chụp cái hình mà mọi người đều chụp được giống vậy thì mình là một trong mấy tỷ người, đúng không? Thành ra cái khó thì sẽ mình sẽ eliminate được một phần nữa của những cái người mà không biết chụp. Thì mình giảm tốc độ chậm xuống thì bây giờ chiếc xe nó chạy most likely là nó cũng sẽ mờ. Nó cũng sẽ mờ bởi vì mình sao? Cái lý do là tại vì cái mình cái painting của mình, cái tracking của mình không kịp nó. Tức là cái tay mình mua không kịp chiếc xe, thành ra chiếc xe nó mới mờ luôn. Thành ra anh phải tập làm sao mà khi anh lock on cái focus chiếc xe này rồi thì anh phải tìm ra được cái tốc độ mà cái tay anh mua theo chiếc xe nè. Mua theo chiếc xe nè. Đúng rồi, cái đó khó lắm mà. Đương nhiên đâu có dễ. Trời. Nếu mà dễ thì ai cũng làm được sao? Đúng không? Thành ra gì? Có nghĩa là mình muốn thực tập cái bài đó mà mình thực tập chưa tới, thành ra mình muốn thực tập tới thì dĩ nhiên là anh phải thực tập dài ba lần. Khi anh master nó rồi, lần sau đi chụp đua xe anh khỏi khe, tao set cái tốc độ đó là tại vì tay của mỗi người mỗi khác, đúng không? Tay của mỗi người mỗi khác. Ví dụ anh cầm được 1/30 anh ok, nhưng mà người khác cầm 1/30 không được. Ok? Thì họ phải cần trên chai phó đây này kia nọ. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của anh là chỉ có cái là set tốc độ chậm xuống và cái tay mình mua nhanh lên. Mà mua làm sao mà chiếc xe nó đừng có mệt. Ồ, cảm ơn anh. Đúng rồi. Ok. Thì như vậy thì chiếc xe rõ mà sao nó sẽ mệt. Tốc độ mình sẽ chậm hơn. Rồi anh cũng test tiếp luôn. Thí dụ như anh chụp được 1/30. Thì đừng dừng lại ở đó. Anh set xuống 1/20 để coi cái effect nó ra như thế nào. Cái nào đẹp hơn. Ồ, đúng rồi. Ok. Mình làm tới khi nào mà mình hết làm được thì lúc đó mình sẽ biết được cái con số mà mình có thể làm được. Khi mình con số mình làm được rồi, lần sau chụp là tôi cười cười, tôi để cho tôi chụp, chứ tôi còn không còn hiện bây giờ đi chụp mà còn hồi hộp là không biết nó có hình hay không. Nhưng mà lỡ anh đi vô một cái cuộc đua xe rồi anh còn hồi hộp đó thì sao anh có hình được. Đúng rồi. Chưa kể là cái này là cái chỗ mà anh chụp mà giống như cái kiểu mà mình thích thì mình ra đường mình chụp thôi, còn nó đua xe là vòng vòng anh là toàn là bạn ảnh không, phải lên gối giật chỏ đụng qua đụng lại rồi mấy... đúng không, là nó còn nhiều điều kiện nó khó khăn hơn nữa chứ. Cảm ơn anh, đúng rồi đó. Cái technical mình chưa dẫn sao mình chiến đấu được cái ví dụ đó. Nhích nhích qua chút cho tôi chụp coi, đụng mà lúc đó đâu ai nói ai đâu, cứ thọt qua lại. Anh chị biết cái problem nhiều nhất của Hiền tại vì mình hơi bị chiều cao challenge á. Mà đứa kia nó chạy muốn chụp cái painting này khó quá. Cho nên lần sau đó là anh phải lại sớm nhảy ra trước nghe anh gào, đứng sẵn đó để 2-3 cây chai pot để con bà con đừng có tràn vào. Mắc cười lắm, cái hồi chưa tới lúc chụp á thì người ta đứng vẫn hiền hậu lắm, tán dốc rồi này, tới phiên mà nhào chụp rồi là mạnh ai lấy nhào vô, không có khe là bạn mình kế bên hay là gì, mà nhiều khi họ chú tâm quá họ không để ý, nhưng không phải là họ muốn phá mình hay gì hết á, không có. Đúng rồi. Họ muốn chú tâm để họ chụp. Thì lúc đó vòng vòng họ ai họ cũng biết. Mình cũng vậy thôi. Anh sĩ, anh nói dạ. Cái này giống như là nếu như vậy anh phải biết cũng như đoán được cái speed của cái object hả? Đương nhiên. Mà muốn đoán được thì anh phải làm sao? Anh phải đi nhiều lên. anh phải đi nhiều lên, anh phải chụp nhiều lên, anh phải thực tập nhiều lên. Đúng không? Tại vì chiếc xe mà nó đua nó chạy tới cả 100 miles/h lắm. Nhưng mà giống như chúng thấy anh Hiền chụp chiếc F hay chiếc gì đó rất là sharp như vậy, rồi lúc cái tay anh Hiền anh đưa là anh thì phải sao? Đoán. Dạ tí nữa trong cái presentation Hiền sẽ nói thêm, nhưng mà cái dạ nói đi anh Hiền. Dạ thì như anh chị nói đó, là tức là you phải là muốn mà nó rõ hoàn toàn, you have to be perfectly match cái speed của nó. Mà muốn mờ nhiều thì cái speed mình càng xuống, nó cũng tùy theo cái skill level của mình. Đúng rồi. Thành ra practice, đó mình phải practice. Chỉ cần này... nói đi anh. Bỏ một chút là mình sẽ lục nghề ai cũng vậy. Đúng rồi. Lần này có nhiều khi tức gần chết luôn, có nhiều khi lái xe 45 phút 2 tiếng đồng hồ lại chụp cái mình làm một cái mistake về nhà mình không có hình.
Nhưng mà cái mistake đó dạy cho mình cái lesson là ê, lần sau mày phải cẩn thận nha mày. Lái xe đi mệt gần chết, đợi đi sáng sớm, đợi vô chổng chụp máy bay đua bay rồi đó. À, và anh Đình ơi, là một buổi thôi là không có xong đâu, là một buổi. Đó, chứ mình đừng có nghĩ là ok mình biết cái technical xong rồi đó mình để phát là dính, không có đâu. Không. Ý vị học tôi, hoài mà. Đúng rồi, tụi mình đi coi anh Đình biết ai cũng vậy hết, đi phải đó. Đi chục lần mới làm đúng được. Bắt rồi đi chụp máy bay bắt đầu ở nhà mình là có kinh nghiệm mà mình tính sẵn rồi, tới đó mình sẽ đứng ở đây. Mình sẽ chụp như vậy, mình sẽ được cái cảnh như vậy, mình visualize được là mình sẽ chụp như thế nào. Đó, khi mình đã chuẩn bị là chuẩn bị như vậy. Rồi mình tới đó đụng cái nó không có bay cái hướng mà mình tính. Hồi giờ mình tới và mình đứng trên cái điểm này, nó sẽ bay hướng này, tổ bà nó bắn lên sau lưng mình, bay tới gần trước coi tức hộp máu không. Nhưng mà lúc đó mình phải suy nghĩ và giải quyết liền cái vấn đề đó. Nếu mà mình có kinh nghiệm là mình ngồi đó mình chửi là mình tức không, chứ mình không có giải quyết được cái gì hết á. Thành ra mình phải đi nhiều, khi nó gặp trường hợp như vậy, mày vậy phải không? Hồi nãy tao tính mày đi hướng này, mà bây giờ mày đi hướng này thì tao chụp như thế này. À, hoặc là tao đổi cái vị trí liền. Thì nhớ đi chụp máy bay á, mới đầu lại ngồi gần rồi này kia, sao cuối cùng phải đau qua là đi tuốt lên trên đỉnh. Nếu mà muốn chụp máy bay mà nó lướt qua đi tuốt lên trên đỉnh, tại vì tuốt trên đỉnh của cái hàng ghế ngồi á, mình sẽ thấy được nó bắt đầu từ đâu. Nó bắt đầu nó bay vô là nó bắt đầu từ xa, là lúc đó mình đã tracking rồi. Lúc đó là mình đã theo nó từ xa rồi. Khi nó bay vô tới gần tới cái khung của mình là mình chụp rồi. Còn nếu mà mình ngồi sát ở dưới á, nhiều khi nó bay tới mình nó làm cái vèo cái mất tiêu, mình điếc luôn, mình không giơ lên kịp, không gượt nó kịp. Thành nhá, mình đi nhiều rồi mình sẽ có cái kinh nghiệm như vậy. Okay. Rồi mình bởi vậy tôi thấy mà cái mấy cái tấm hình mà anh Hiền nó chụp máy bay là tôi hết hồn. Thành nhá. Rồi hỏi anh Hiền có té giếng có ai không, có chứ, là mình đi thế nào mình cũng đi, nhưng mà cái quan trọng là mình té xong rồi mình ngồi dậy bằng cách nào, mình học được cái gì từ cái vụ té lần đó. Ôi dạ, mấy cái lần đầu chụp ra là không có được tấm nào hết. Đúng rồi. Mẹ không thôi. Rồi mình học được cái lần đó, có thể lần sau mình sẽ té kiểu khác chứ không phải té giống cái kiểu đó nữa. Đúng. Tiếc là anh liếc mà nếu mà nó được giống như cái cũ của mình là mình ok. Thành ra phải practice mấy cái đó. Mà tới cái hồi mà ra mà chụp chim mà chụp slow speed cái đó mới là khó bạo, nên tức là lúc đó mình thấy chụp mấy máy bay với mấy cái xe quá dễ. Nó có nhiều trình độ lắm. Yeah. Đó từ từ mình phải practice, mà muốn practice á, mà muốn coi mình tiến bộ tới đâu á, anh Thomas gửi hình vào đây. Hình vào đây. Ok, anh Huy có không? Anh Huy có đây không? Ok, không có anh Huy ha. Quý vị nhớ nhắc nếu mà anh Huy tới tuần sau thì anh Huy là mới đại sĩ. Anh Huy à, không thấy anh Huy ở đây thì chắc để coi sơ sơ hình của anh Huy coi. Chị Lan, anh Huy thì chỉ có hai hình. Ok, hai hình. Ok. Tức là cái nhìn vô hình là làm gì, là mình nhìn thấy liền là ảnh ảnh muốn chụp cái gì. Đúng rồi, ảnh, có ý đó. Yeah. Dạ, có ý muốn chụp cái gì liền à, mình nhìn vô mình biết liền. Dĩ nhiên là technical còn cần phải improve, nhưng mà chỉ cứ đợi. Dạ, anh Huy nói là ảnh chụp hình làm cũng lâu rồi mà học rất là chậm. Khi mà ảnh vào hồi của mình á, thì lúc mà ra ngoài field á, đi hai lần thôi mà ảnh learn rất là nhiều, ảnh học rất là nhiều do qua những cái technique của mình chỉ đó, hands on training á. Ảnh học exposure rất là nhanh, mình nói vài chữ là ảnh hiểu rồi, mà ảnh nói nhiều nhiều năm nó thắc mắc về do cái này do cái kia mà mình không có hiểu tại sao, điên buổi thôi là học được, cho nên đúng rồi. Sĩ có nói mỗi lần sĩ nói hoài đó, sĩ nói là đó, một buổi học của PCVN mình đó, 4 tiếng đó, nó bằng gần như là một cái semester xưa sĩ học ở trong college á. Tại vì một semester học ra rồi cuối cùng mình tổng hợp lên coi mình học được cái gì ở trong. Đúng rồi. Đó, nó không có đi theo giống như một cái buổi học 4 tiếng của mình. Sĩ học ở trong college tới 5 6 7 7 mùa thì đúng không? Học trong nhưng college mà, nhưng mình mà... học mostly on your own đúng không? Yes, đúng rồi. Đây mình ra field thắc mắc cái gì hỏi liền và có answer. Rồi học tới hết một semester nó kêu nộp hình vô, mà nó đâu có thời gian để nó review từng tấm một cho người ta đâu. Mà khi nộp hình vô xong rồi là coi như là xong, mình không biết mình sai gì luôn, mà có biết sai bây giờ cũng không sửa được, tại cái hình đó mình chụp từ đầu mùa tới giờ mà. Làm sao mà sửa?
nó khổ vậy đó. Thành ra quý vị học ở đây là tụi sĩ đã tổng hợp những cái gì mình đã trải qua rồi, thành ra cái đường nào mà nó effect nhanh nhất để quý vị tiến bộ nhanh nhất để mà làm cái đó. Ok, giờ trở lại hình của chú Peter nè. Cái hình này đó, thì chú Peter gửi vô đây á, thì nó hơi nhỏ, cái size. Thành ra nhìn nó hơi mờ, mai mốt phải gửi lớn tí xíu. Cái size ở đây nó chỉ có 640 và 27 thôi, của mình là phải 1240, 1024. À, nhỏ nhất là 1024. Cái size hình đó, để mà mình nhìn thấy gọi là mình do mình chụp mờ hay là cái size hình mình nhỏ quá nó mờ. Ok. Nhưng mà rõ ràng á là cái tấm hình này đây tuy nó mờ nhưng mà nó khá hơn cái tấm hình, hai cái tấm hình hồi nãy. Tức là bây giờ mình at least là mình cũng muốn là chụp cái hallway của cái chùa. Tức là mình có ý là mình chụp cái hallway của cái chùa. Tức là mình có cái ý là mình cố tình mình vô đây mình chụp cái này. Thì coi như trong đầu mình có cái ý mình muốn chụp cái gì là có lý rồi. Cái chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa là chú không cần phải để cái information nó nằm ở cái góc này. Cứ để nó plan đi, tại vì bên đây meta nó đã show cho mình. Không cần, tụi sĩ nhìn vô tụi sĩ cũng có thể ấy được. Cái hình của mình chụp wide angle nhưng mà phần dưới này nè, của mình bị mờ. Phần dưới của mình bị mờ. Thành ra đó, mình chụp cái hallway trên đây lại dính một khúc của cái đầu người nữa thì mình phải cẩn thận để mình phải để ý. Sự sắc khớp bớt ha. Sự sắc khớp bớt để cho nhìn thấy nó khác hơn cái tấm hình của mình original. Ok. Bây giờ sự sắc khớp như vậy á thì chú Peter sẽ có cảm giác là cái hình này nó sâu hơn. Nó cái hallway nó sâu hơn, nó dài hơn. Cái hình này là chú đã chụp rồi nhưng mà sĩ chỉ crop là cái recomposition. Crop là một cái bố cục lần thứ hai, đây là người ta gọi là cái bố cục lần thứ hai. Lần thứ nhất nhiều khi mình busy quá mình bố cục nó không có đẹp, nó không có đúng. Về nhà mình ngồi xuống mình bố cục lần thứ hai. Thì cái hình này á chú có cảm giác là cái đường hallway này nó dài hơn. Tại sao vậy? Cũng là tấm hình thôi. Nếu mà so với cái original. Anh định có thấy khác không? Có thấy anh. Ok. Lý do là sĩ chỉ để cái center của chú qua một size thôi. Sĩ chỉ tweak, sĩ crop nó cho cái nó về, nó đi chệch về hướng bên tay phải tí xíu thôi. Thì cái hình của mình có cảm giác là cái đường hallway cái này nó dài hơn. Nó sâu hơn. Nó có cái 3D hơn. Chứ còn cái hình này mình đã chụp rồi đâu có gì thay đổi được, mình không có thay đổi được. Nhưng mà bằng cách crop mình có thể thay đổi được cái tấm hình mình, twist nhìn nó khá hơn. Mà nếu mà lúc mà mình chụp mình để nó luôn như vậy đó thì cái hình của mình đó, nó sẽ chất lượng nó cao hơn. Nếu mình biết lúc chụp mình để sẵn nó vậy mình chụp luôn, mình không có về cắt crop gì hết á. Và muốn như vậy á thì chú Peter phải thấy. Thường thường á cái hình mà nó nằm ngay chính giữa, cái điểm end của mình nằm ngay chính giữa nó hơi boring. Nó hơi nhìn thấy nó chán. Nếu mình để nó nghiêng một bên á, cũng giống như những cái hình khối á, mình nhìn ở một cái góc xéo xéo á thì mình thấy nó có cái hình khối là hình 3D hơn là mình để nó ngay thẳng, mình nhìn thẳng vô. Thành đây là một cái dạng giống như vậy. Chỉ cần để cái điểm N này nó chịch qua bên tay phải tí xíu thôi, thay vì nó nằm ngay chính giữa giống như cái hình của chú, thì cái hình nó sẽ có nhiều cái 3D hơn. Nhưng mà nó có thay đổi câu chuyện không? Không, nó vẫn giữ là người ta biết được là mình chụp trên cái hallway. Đây là những cái cột, thí dụ vậy. Okay. Thành ra đây là cái bố cục, cái composition đó. Dĩ nhiên là cái người này á là chú Peter phải đợi cho họ đi xong rồi mình hãy chụp, còn nếu không mình lấy Photoshop mình lấy ra. Okay. có nghĩa là sĩ muốn tất cả những người mới trước khi mình chụp cái gì mình phải chậm lại, slow down, suy nghĩ, tại vì tất cả những cái environment nó sẽ include vô trong tấm hình của mình. Nó sẽ nằm trong tấm hình của mình. Thành ra những cái gì mà rác thì mình phải lụm nó ra. Rác ở trong hình không có nghĩa, sĩ ca nói nhiều lần ở trên những cái bài trước, mà rác ở trong photography nó khác với lại cục rác mà nó nằm ở trong nhà mình quét. Không phải, rác là những cái gì mà nó không bị lo. Thí dụ như trong tấm hình này rác là gì? Mấy cái cây này là rác nè. Mấy cái gì? Cái này kêu là gì đi? Mấy cái warning board này là rác trong photography, nó nằm trong hình này nó là rác á. Tại vì nó không dính níu tới cái hallway này hết trơn á, nó không bị lon tới cái hallway này. Okay. Cái người chỗ này cũng vậy là rác. Cái người nào ngay giữa này nè. Cái đầu người đây nè. Mà chú Peter, chú thấy cái này là đi biết hình như cái ý của chú á, tại mấy cái cột này á,
là nó là lặp đi lặp lại, thì cái đó là một trong Cảm ơn ạ. cái bố cục. Thì đi nghĩa là chú thấy cái đó là hay hay, mà chỉ đi nghĩa là chú đứng lộn chỗ thôi. Nếu mà chú đi lên một chỗ nữa, hay là chú kiếm chẳng hạn, nếu mà chú lên nữa nó thì nó có một cái gì nó đẹp đẹp giống như cái vase bên tay trái vàng vàng đó, thì cái đó nó liên hệ tới chỗ này. Còn cái chỗ caution đấy là thì họ không có được. Thì nếu mà chú đi, chú có thể đi giống như sĩ nói là mình đi 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 một hơi nữa, là mình coi mình có cái gì distraction không, lúc đó chụp lại. Trên Mà cái chùa em biết cái này ý của chú là như vậy, những cái cột pattern á, đi lặp lại là chú muốn chụp cái đó đó, mà chú đứng lộn chỗ thôi. ở trên cái chùa này rất là nhiều góc chụp hình, chỗ nào cũng có hình á, hình gọi là hình về cái pattern giống vậy nè. Pattern tức là cái gì nó lặp đi lặp lại nhiều lắm, rất là nhiều, Lâu lâu cái chùa này nhiều nó cái lắm. có photo contest đó sĩ. Hồi xưa đi cũng cũng dự cái photo contest ở đây, được được cũng được một vài giải qua À, đây. sĩ cũng có được hai hai cái trên này. Nhưng mà lúc sĩ đi lên thì người ta không cho vô chính điện rồi. Lúc mà sĩ đi bữa bận gì lên chẳng là mình chỉ đứng vòng vòng ngoài mình chụp thôi, mình không có được vô chính điện. Còn còn nó có một ngày cho những người photographer vô chính điện chụp hình luôn. Ở cái chùa này thì nhiều nhiều cái chụp lắm. Đúng rồi, nhiều Chụp rất đó rất đó. là nhiều chỗ chụp, rất là nhiều chỗ. Rất nhiều chụp. Chú ý tới mấy cái lư hương á, mấy cái lư hương Dạ người ta đốt nhang nhiều, khói nó lên, dạ dạ đúng rồi, nhìn dạ nhìn đúng nhìn rồi, rất cái chỗ là đó thất đẹp. trị. Nó nhiều cái thất trị. Nhưng mà thay vì người ta đi chùa thì chú lên trên tầng 2, chú đứng chú ngắm này, chú ngắm vòng 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 vòng. Sĩ có một cái tấm hình ở mé sau cái hậu viện mà sĩ đứng đó, sĩ đợi có một đứa con nít, mẹ nó đi chùa mà lo tán dóc với mấy bà bạn sao á. Có một đứa nhỏ nó bò lên bên mấy cái bậc tam cấp, mà trên cái trên chính chính giữa bậc tam cấp đó là cái tượng của một cái ông khai thiên lập địa của cái chùa này nè. Thành ra mình thấy rõ ràng giống như là mấy đứa nhỏ nó đang tìm đến Phật pháp mà nó phải bò lên, giống như người lớn mình bò lên. Thành ra những cái cảnh đó đó nó éo quen, mình phải để ý mình mới thấy được. Mình để ý, mình ngó nó, đến lúc đó là ngay cái món mình đó là mình chụp thôi, ngay cái món mình đó mình chụp thôi. Thì trong đầu mình phải tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Trong đầu mình tưởng tượng đứa nhỏ nó bò lên cầu thang thôi, nhưng mình tưởng tượng giống như một người của mình, người lớn mà đi tu tập vậy đó, cũng giống như mình phải bò từng bước thang lên để tu tập trong đầu Phật vậy. Là cái câu chuyện của mình nó khác, là lúc đó technical nó không còn nằm ở trong nữa, kỹ thuật nó không còn nằm nữa, nó nằm ở cái meaning của nó đó thôi. Thì nếu mà chú thích đi chùa này thì chú cứ đi đi lên rồi đi vòng 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 chậm lại, để Nhưng ý mà cái cảnh hình trong. này là coi như là như hình này là coi như là ánh sáng là ok phải không ạ? Ánh sáng này thì nó đúng ra nếu mà có side lighting vô đây thì nó có một cái ánh sáng khác nữa, nhưng mà tạm thời là nó ok, nó hơi mờ tí xíu, lại sĩ nghĩ là do cái size nhỏ thôi. Nhưng mà như vậy cũng ok, chỉ có nó chưa phải là tấm hình nó rất là đặc Hoàn biệt mà hảo. mình có thể xài được. Có thể xài được thôi, chưa nói đến vấn đề hoàn hảo nha. Vậy là được 5 Tức là điểm mình hả? tức là mình đã cái này là mình có ý đàng hoàng, tức là mình có ý mình chụp cái này đàng hoàng thì đã 5 điểm. Đúng rồi, mình Được có 5 ý đàng 5 hoàng điểm thì có đó. lý rồi đó. Chú Peter cứ ráng đi theo với hội, mình sẽ có một cái buổi về bố cục ấy, thì chú sẽ thấy Đúng rồi. một cái trường hợp như vậy, là chú sẽ tới đây chụp lại là nó sẽ ra hình đẹp hơn nhiều. Đúng rồi. Cái này cũng vậy nè. Cái này thì khác, cái này là như sĩ nói, nếu mà quý vị đi đâu chụp hình mà quý vị để cái máy lên mà quý vị chụp mà quý vị cảm nhận trong đầu mình á, là cái hình này ai cũng để vô chụp thì nó ra cái hình vậy á, thì mình phải tùy tiền của người khác. Tức là mình để máy lên chuẩn bị chụp, mình nói ô nếu mà người nào đứng đây đưa máy lên này cũng chụp được cái hình giống vậy thì thôi, mình đi tìm cái chỗ khác, nó phải khác lạ hơn cái gốc, hoặc là nó phải nói cái câu chuyện hay hơn đó. Thành ra cái hình này thì cũng nằm ở cái dạng đó. Chú thường dễ dễ nhất là chú thử bỏ cái máy thấp hơn hay là gì đó, đừng đừng có cầm lúc mà đứng lên Quay đứng lấy chụp bồ như á. vậy. Mình nếu mà cái cảnh thường như vậy, chú thử chụp thấp thật thấp xem sao, một cái khác khác để cho thử như vậy đó. Tại chưa có cái lớp bố cục đó, thì chú thử như vậy, và chú thử coi chú cái f cái ống kính này, không biết cái f nó tới nó xuống bao nhiêu, bật chú thử chọn cái f nào mà nó nhỏ nhất trong máy của chú á, là chụp nó để cho cái khác khác là cho khỏi rõ hết từ trước đến ra sau, để xem sao. Chú Là thử như chú vậy. nhớ gửi cái size hình lớn lên nha.
cái xe này nhỏ dạ dạ nhỏ quá thấy dạ cái hình dạ nó rồi chất lượng nó mờ, dạ nhờ lớn lên thì mình sĩ mới zoom lớn sĩ mới thấy detail để mà sĩ coi mình cần dạ phải sửa cái gì hả. dạ Nhưng mà chú cứ chụp đi, chú chụp mỗi ngày cho con, mỗi ngày chú dạ phải cầm cái máy lên. Hồi xưa sĩ đi làm đó, every single day sĩ phải xách cái máy vô hãng, mỗi ngày dạ sĩ đều cầm cái máy lên, sĩ không chỉnh cái này cũng chụp cái kia, không chụp cái kia giờ break là sĩ chạy ra sao chụp, chụp cái gì cũng được. Nhưng mà cái đó nó nói lên gì, là chú cầm cái máy mỗi ngày, cho nên lần sau mà chú đi chụp á, chú cầm lên chú không bị lộng cộng nữa, chú biết nó ở đâu. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ, Của chị Sang ơi. Dạ. Sorry anh sĩ. Muốn hỏi thăm là cái chùa đó tên gì và ở đâu vậy? cái đó là chùa Tây Lai Tự mà cô không biết à? Cô Không ở biết à? Kali hả? Không. Cô ở Kali hả? Dạ. Ồ, vậy là phải liên lạc với chú Peter nè. Rồi Chú Peter bỏ lên chat, chú Chùa nổi tiếng lắm chat cái tên chứ, mình quen cái chỗ đó, á. Gọi là Healai Temple đúng không? Healai Temple đúng rồi. Healai Temple, dạ đúng rồi đó. Việt Nam mình đó thì hay gọi là chùa Đài Loan. Việt Nam rồi, chùa Đài Loan, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chùa Đài Loan, bật nếu mà mình search Google thì nó tên khác, nó không ra. Healai. Cái chùa đó nó có một cái thứ ở cái thành phố là Hacienda Heights. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đó nó có một cái thứ mà sĩ không biết mọi người thích hay không, nhưng mà sĩ khoái lắm, mỗi lần có lễ lớn mới có, đó là đậu hũ thúi. Nó bán cái đậu hũ thúi ngay lễ lớn mới có mà ăn rất là ngon, mà ăn được người nào ăn được nó gọi là bị ghiền. Nghe thì mùi thì ghê lắm nhưng mà ăn vô gọi là bị ghiền. Mà tới lễ lớn mới có. Cái Xưa sĩ có đi chùa lên. đẹp lắm. Ok, Chùa đẹp lắm. chị Sang ơi. Chị chụp cái tấm hình này đẹp rồi. Đẹp rồi mà tại vì mình chụp cái quay cái lằn chân trời mình nó hơi ngay chính giữa tí xíu, nhưng mà tại vì chị muốn lấy mây, chị muốn lấy mây ra thì thành ra đó là mình phải để nó ngay chân trời. Nhưng mà nếu mà muốn lấy mây mà muốn lấy chân trời nữa thì chị chỉ có angle cái máy mình khác tí xíu thì mình vừa lấy được chân trời vừa lấy được mây. Chị có thể hạ cho nó xuống tí xíu, cái lằn chân trời nó nằm ở dưới tí xíu nữa thì chị lấy được nhiều mây hơn vậy thôi. Cái hình này mình cắt khớp thì mình cũng làm được nhiều, mình cắt khớp, nhưng mà tại vì chị xài cái máy wide angle cho nên khi wide angle á thì Mình cái detail, xài 20 28 200. cái quan trọng là chị chụp ở cái máy, tại vì cái wide angle thì nó sẽ bị tình trạng này nè. Tình trạng này là cái gì, là những cái nào ở xa đó, những cái màu nó những cái bông nó sẽ không saturation đâu, nó bệt bệt vàng vàng vậy thôi, nhưng mà cái đó mình không có làm gì để sửa nó được hết. Tại vì cái wide angle nó phải là như vậy. Đi máy bỏ cái địa chỉ của Shilai Temple lên chat đó nha quý vị. Quý vị vô chat là lấy cái địa chỉ xuống. Ồ, chị nãy là chị Nina hỏi hả? Không, chị không phải. Chị Cái chùa đó nó nổi tiếng lắm, hỏi bển sĩ cũng ưa đi lên đó. Việt Minh hoài là lễ Tết rồi. Đúng rồi, chùa 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 Đài Loan ấy. Tây Lai. Chùa Tây Lai Tự đó, Đài Loan á. Cái hình này á mình có thể bỏ clarity lên chút thì cái hình nó ra 3D tí xíu nè chị sang. Dạ. Ok, chị chỉ cần chị bỏ vậy thôi thì nó thấy là nó đun đun phải không? À dạ, tôi thấy Tăng lên tí xíu thì nó ra cái này. Mình có đúng thể đúng. crop rộng nó ra tí xíu. Sorry chị. Chị Sang ơi, Dạ. cái vị trí chỗ này là chỗ nào vậy chị? Cái này ở Anaheim Hills mới chụp hôm qua. Weir Canyon hả? Cái này chắc Weir Canyon. Anaheim Hills. Anaheim Hills khác là. Đúng rồi, Weir Canyon phải không? Anaheim Hills là cái chỗ ở gần cái công viên ở ngoài đó là gọi là Weir Canyon á. Đi máy À, search Weir đó. Canyon. Dạ đúng rồi, Weir Canyon. Weir Canyon. Chị vào cái hướng nào vậy chị? Cho Mình tham khảo. à, đây là để gửi cái tại vì hỏi Hùng Trần, anh Hùng đã gửi trên Facebook cái đẹp, xong rồi hỏi Hùng Trần, cái Hùng Trần mới send cho cái địa chỉ, rồi chút xíu thì send qua cho em. Ngày hôm qua đi đạp xe đạp á, thì cũng thấy một 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 batch một một cái một patch of poppy poppy mà không có lớn như vậy, mà cũng gần gần Weir Canyon đó, nó một công viên kế bên Weir Canyon, nó bắt đầu rồi đó, nó mới bắt đầu nó bắt Thì đầu để chị send qua cho em cái địa chỉ, xong rồi em tới đó rồi cái đi hướng cho làm sao. Hùng Trần kỹ lắm, giới thiệu Ok, kỹ. dạ cảm ơn chị. Cảm ơn. Ok, sĩ còn Bỏ một vô cái chat tấm nha hình. chị, bỏ vô chat cho mọi người biết luôn.
Sĩ còn một cái tấm hình nữa, xong là sĩ sẽ gia cũng phải chở gia đình đi table bữa nay, tại vì đây là tấm hình cuối cùng là hết cũng của chị Sen. Thì tấm hình này á, chị chụp ok rồi, chị cắt nó bên tay trái, nó hơi thiếu một tí xíu mid. Bên đây nè, thiếu một tí xíu mid, cận quá, cận quá. Ok, nhưng mà tấm hình này á là mình khi mình sửa đó, nó cái white balance nó hơi bị ốp, nó bị cái màu vàng của màu cam của cái poppy nó làm mất đi cái màu lá, thành ra cái white balance mình đổi tí xíu. Ok, bây giờ sẽ đổi như vậy thì cái hình của chị á, nó sẽ separation giữa background, màu background. Tức là chỉ có cái white balance, chị có thấy sĩ click không? Dạ. Chị click vô đâu? Đây nè, nếu mà mình không biết gì hết á, click vô cái auto white balance select đây nè. Nhưng mà cái quan trọng là mình click vô cái chỗ nào thì để sĩ trở lại. Ok, chị thấy cái màu cam này ok, nhưng mà tất cả những cái màu vòng vòng nó bị ám cái màu cam luôn nè. Thì bây giờ mỗi cái là sĩ chỉnh quay qua ba lăng sang đây, trở đây xuống đây nó cũng ra. Ok. Thì cái lá nó trở lại màu xanh. Nếu mình không biết á thì mình dùng cái chấm này nè. Nhưng mà cái chấm này cái quan trọng là mình biết chấm vô chỗ nào. Thì con mắt của sĩ nhìn vô đây sẽ biết nó nằm ngay chỗ neutral chỗ này nè. Cho nên sĩ click vô cái là tự nhiên nó đổi lại liền. Thì cái này đòi hỏi có kinh nghiệm tí xíu. Mày không cần phải làm gì hết, nó chỉnh theo cái ý mình, nó chỉnh xuống 21 nãy sẽ chỉnh nhưng ít tí xíu. Thì cái màu cam mình vẫn giữ, nhưng mà cái màu tím của những cái bông khác này với lại màu xanh này á thì nó nổi ra. Đó. Thành ra là bây giờ nó sẽ làm cho cái bông của chị nổi hơn, là nếu mà sĩ không làm á mình nhìn không thấy sự khác nhau. Cái chỗ này nè. Nè, nhìn lại nè. Bây giờ nhìn lại chị thấy nó màu cam nó ám trên mấy cái chỗ background không? Dạ. Back and forth nè. Ok, ông mà làm vậy làm như nè. Why? Đó. Mình đây thì mình mới so sánh là bên tay trái là cái original, bên tay phải là mình làm cái white balance trở lại. Còn nếu mà mình muốn có cái màu cam thêm thì mình có thể vô trong này nè, mình tăng cái màu cam lên thêm nếu mà chị muốn. Đó. Là màu cam trở về vị trí cũ. Nhưng mà cái background của chị bây giờ nó separation, nó khác hơn nè. Nhiều đó là đủ cái hình của chị separation khỏi background rồi. Thường thường mình chụp cái màu digital, chụp cái màu gì nó sẽ ám vô màu đó, nó sẽ ám cái background màu đó, thì mình biết mình chỉnh lại tí xíu, giảm đi màu đỏ tí xíu, ví dụ vậy. Mấy cái này cho mấy người expert thì thấy nó khác, nhưng mà cái đó là chỉ về cái white balance ha. Coi như cái buổi review mình hết. Khoan chị, chị Ly Lưu bây giờ đang có mặt đó, không biết anh có muốn nói về cá nhân chị không? Ok. Sĩ sẽ go back chị ha. Dạ, kỳ này Ly không có gửi hình anh ơi. Không sao. Là hình, trước thiếu nợ chị phải không? Không. Không. Nói rồi. Chị là review rồi. Okay. Okay, vậy thôi, nếu mà thường thường á mà chị mà kẹt mà vô không được á là chị bị lỗ cái phần mà nghe cái review của những cái hình của mấy anh chị khác thôi, không có gì hết. Nhưng mà không sao. Thì không sao. Cái hình này của Lộc infrared đã review rồi. Hay là cái review rồi. Cái này là hình từng trước. Mình chỉ thiếu có mặt ở đây đó. Cho hỏi Lộc có nói là chỗ này cái này là tuyết hay là infrared? Tuyết. Cái infrared á, mấy cái đằng sau này nó sẽ mờ hơn và nó khác. Sẵn đây quên hỏi, chỉ còn khoảng một phút. Chú Thắng, máy infrared sao rồi? Tôi đang mò, tại vì biết sao anh nói là trời thật nắng á, thì chụp mới đẹp đúng không? Đúng rồi. Anh nói vậy á. Thành ra khi mà cái hình tôi cứ lay quay hoài thôi, chụp không được. Tại sao? Tại vì cái thời tiết ở đây giờ nó đang mùa đông. Nó không có nắng. Bên Oregon đâu có màu nắng. Dạ, kỳ quá. Càng nắng càng tốt. Dạ, đúng rồi. Trong nắng nó có tia infrared, nó sẽ separate. Vừa rồi á, ngày hôm qua đó, tôi chụp được cái hình lúc nó nắng có 1-2 tiếng, tôi ra đúng lúc mà nắng nhất đó, tôi chụp thì tôi ra màu nhiều hơn. Màu nhiều hơn mà nó sẽ trong hơn. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Trong hơn. Là anh nói vậy là đúng. Dạ. Anh đi là đường dài lắm anh nhìn lên đây. Dạ, cái đó là sĩ là diễn như giống như là cháu nấu ấy rồi, tại sĩ là người đem nó vô trong cái cộng đồng chơi luôn. Cố gắng nha anh Thắng.
Làm hình mới là khó đó. Không, bây giờ tôi đang chờ ngày về máy nè. Ok. Nó biết có thì giờ tôi nói. Thì xong cái máy thì tới cái software là ok, đi á. Cho sĩ một phút nha, sĩ phải go bây giờ cho nên okay. Sĩ sẽ bye mọi người, gặp lại tuần sau anh Dean với lại anh Hiền, take care tuần sĩ ha. Ok. Dạ, dạ. Rồi rồi ba tổng chào ha, tổng chào mọi người ha. Rồi, cảm ơn anh sĩ rất là nhiều anh sĩ. Ok, bye sĩ.